Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô bông giấy nha cô chú anh chị. Thì cây này là cái cây là em báo trước ha, giấy sắc pháo nhưng mà đa số là giấy màu đỏ nha, màu đỏ đỏ huyết á, đỏ tươi của mình á. Bông rất là đẹp. Bông nó tươi và rất là đẹp nha cô chú anh chị. Thì cái này nè, cái bầu này là cái bầu sơ dừa ha. Em ủ giữ ẩm cho cây mình, khi mà cô chú anh chị mình về mình trồng á, mình để 100% cát nha. Mình trồng 100% cát, mình bỏ cái sơ dừa này đi. Đó, mình trồng lại cát 100% là nó sẽ sống hết nha cô chú anh chị. Nó không có bị bể, bị thúi gì hết ha. Rồi, mình vô lô đầu tiên luôn. Lô đầu tiên cái mã số là C1. C1 nha. Dáng bonsai không nha, chi cành đều đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn. Cái này là hoành là 16. 16 hoành. Đo chiều cao con cây thôi. Chiều cao là 45. Cao 45, đo chiều cao cơ bản thôi nha cô chú anh chị. Cái này hoành 14. Hoành 14. Cái này hoành 13 rưỡi. Hoành 13 rưỡi nha, đều đều nha không à. C1 em xin giao lưu là 350.000. C1 nha. 350.000 cô chú anh chị ơi. Mấy cây này là về làm chơi bonsai là quá đẹp luôn. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi ha. Nó có nhiều màu nha cô chú anh chị, nhưng mà đa số là màu đỏ huyết nha. Mỗi cây một màu chứ không phải một cây nhiều màu nha. Rồi, tiếp theo. Ơi, tiếp theo. C2. Ba cây này quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Tàn của chú anh chị mình xem ha. Chi cành là cực kỳ đẹp nha. Về cô chú anh chị mình có thể mình cắt ngắn lại tí xíu nữa cũng được nha cô chú anh chị. Cũng còn hơi dài á. Rồi, thông số luôn. Ba cây này rất là to. Cây này thì nó có chiếc sẹo đây ha. Thì mấy cái này nè, cô chú anh chị mình lưu ý cũng thông cảm ha, tại vì trong quá trình mà vận chuyển á, nó cũng bị chày da nhẹ nhẹ ha. Mấy cái này là nó giống như là mấy cái sẹo cũ á, nhưng mà nó liền hết trơn rồi nghe cô chú anh chị, nó không sao hết ha. Thì nó cũng có chày da một ít ha, tại vì vận chuyển á, bông giấy nó không thể nào tránh khỏi. Hoành cây này 18. 18 hoành. Chiều cao ở đây là 70. Cao 70 ha. Hoành cây này 15. Hoành 15. Hoành cây này là 17. Hoành 17. Quá đẹp luôn. Cây bìa với cây giữa là khỏi chê luôn. Rồi, mã số là C2 em xin giao lưu là 550.000. C2 nha cô chú anh chị, 550 cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn nha. Bông giấy sắc pháo nha, đa số là màu đỏ huyết. Cũng có tỷ lệ màu vàng nữa mà em, cái này thì khó phân biệt màu lắm nha cô chú anh chị. Chừng nào ra bông thì mình mới biết được màu. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo C3. Cặp mini nha. Cặp này chi cành nó cũng đẹp nha cô chú anh chị. Chi cành lắc lượn ha. Rồi, thông số luôn. Hoành đây là 14. 14 hoành. Cao 50. Cái này là 9. Hoành 9. Cây giữa nhỏ mà đẹp. Cao ha. Cao là 36. Cao 36, rộng lắc quá đẹp luôn cô chú anh chị. Cái này là 11. 11 hoành. Cao là 59. Cao 59. Đó, cây nhỏ giữa rộng lắc quá đẹp luôn nha. Cây này có mã số là C3, em xin giao lưu là 250.000. C3 nha cô chú anh chị. Đó, 250.000 ha. À, cô chú anh chị 250.000 bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo luôn. Ơi, tiếp theo C4. Cái lô này nó có hai cái cây chơi cổng là cổng mini rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái hai cái dòm ha, bắt qua với nhau. Cây giữa thì cây trực nha. Rồi, thông số luôn. Hoành đây là
11 của anh. Chiều cao của nó là 55. Cao 55. Quanh cái này 12. 12 ha. Chiều cao là 6, ủa 80. Cao tới 80 đang nghe cô chú anh chị. Quanh cái này 13. Đó, cây đó quanh 13. Tạo thành cái dòng cổng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi C4. C4 em xin giao lưu là 300 ngàn. C4 nha. Lô này 300 ngàn cô chú anh chị ơi. Bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Thôi tiếp theo. Lô C5. Ây da ngã rồi cô chú anh chị ơi. Dựng lại thôi. C5 ha. Mấy cái hàng này khó quay lắm nha cô chú anh chị. Để trong chậu mà nó vẫn còn ngã. Chi cành mấy cây này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Chi cành cực kỳ đẹp luôn ha. Có cây giữa cái phong tàn bay quá đẹp luôn. Rồi thông số luôn. Hai cây bìa thì hai cây bonsai. Phong, cái này là 13. Phong lùa 13 hoành. Chiều cao là 43. Cao 43. Cây này là 10. Đó, cây giữa 10. Cây này 15. Đó, 15. Lô này là cái tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Chi cành cực kỳ đẹp ha. Rồi C5. C5 em xin giao lưu là 400 ngàn. C5 400 ngàn cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi ha. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo. Một cặp nha cô chú anh chị. C6. Cặp cái tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Chi cành quá đẹp ha. Chi cành đều đẹp quá. Phong cao nha cô chú anh chị. Đó, hai cây này phong cao. Rồi thông số luôn. Hoành ở đây là 20. 20 hoành. Chiều cao là 82. Cao 82. Cái này 16. 16 hoành. Cao là 93. Cao 93. C6 nha cô chú anh chị. Cặp này 500 ngàn cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi ha. Đó, rồi tiếp. Tiếp theo cái mã số là C7. Một cây bonsai quá đẹp luôn nha cô chú anh chị. Tay cành cực kỳ đẹp ha. Gọng lắc cực kỳ đẹp luôn. Rồi nè. Cây này thì nó bị bể nhẹ đây nè. Đó, nhưng mà nó không sao nha cô chú anh chị. À, rồi thông số luôn. Cái co lắc quá đẹp. Hoành thân 22. 22 hoành. Chiều cao là 56. Cao 56. À, kéo cái tàn ngang ơi. Chiều dài nguyên cái tàn luôn. À, 49. À, chiều dài cái tàn của nó là 49 nha cô chú anh chị. C7 ha. 500 ngàn nha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Cây rất là đẹp. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo mã số là C8 nha cô chú anh chị. Đó, một cây phong cao ha. Một cây là phong lùng lực nha cô chú anh chị. Lắc rất đẹp nha. Đó, cây phong cao lắc cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Cây lùng à. Cây lùng chi cành ok ha. Đó, quá đẹp luôn. Hai cây này là có thể là nó là đỏ huyết hết đó cô chú anh chị ơi. Cây cao là đỏ huyết á. Rồi thông số luôn. Hoành thân này là 17. 17 hoành. Chiều cao 60. Cao 60. Hoành cái thân này 23. 23 hoành. Cao 83 nha cô chú anh chị. Cây C8 em xin giao lưu là 550 ngàn. C8 550 cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi á. C8 là một cặp nha. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo C9 nha. Ba cây lắc lượng quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cây cao thì cái phong nó hơi lả nha. Hai cây bìa cái tàn nó đánh
lắc lả rất là đẹp nha cô chú anh chị. Quá đẹp. Cái đường thân đẹp ha. Rồi, thông số luôn. Quanh cây này 11. 11 quanh. Chiều cao 72. Cao 72. Cây này 15. 15. Chiều cao là 55. Cao 55. Cây này 10. Đó, quanh cái đó 10 nha cô chú anh chị. Ba cây này nhìn nó đều nhau lắm ha. Cây co lắc nó cũng tương tương với nhau. Rồi lô này có mã số là C9, em xin giao lưu là 350.000. C9 350 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo C10 nha cô chú anh chị. À, C10 ba cây lùng lực luôn cô chú anh chị ơi. Mỗi cây mỗi dáng. Mỗi cây mỗi dáng khác nhau nha. À, quá đẹp luôn nha. Mà bonsai lùng lực không nha cô chú anh chị, bị chì da nhẹ ha. Thì cái này là trong quá trình vận chuyển nó bị chì da nha cô chú anh chị, cô chú anh chị thông cảm ha. À, rồi thông số luôn. Quanh cây này là 15. 15 quanh. Chiều cao 35. Cao 35. Cây này 15. 15 luôn. Chiều cao 43. Cao 43. 13 quanh. Chiều cao 40. Cao 40 ha. Một cây bay, một cây trực, một cây siêu ha. Đó, ba cây ba dáng khác nhau nha cô chú anh chị. Rồi cây này có mã số là C10, em xin giao lưu là 450.000. C10 nha cô chú anh chị. Đó, lô này 450 nha, bao ship toàn quốc luôn. Lô này đẹp cây lắm nha cô chú anh chị. Cực kỳ đẹp cây luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. Lô C11 nha, cũng là lô cuối cùng của clip luôn nha cô chú anh chị. Đó, phong cao. Ây da. Đó, phong cao ha. Nó dễ ngã lắm cô chú anh chị ơi, nó cũng hơi khó quay ha. Hai cây phong cao, một cây tàn bay nha cô chú anh chị. Rất là đẹp. Rồi thông số luôn. Hai rưỡi quanh. Chiều cao 72. Cao 72. Cái này 15. 15 quanh. Chiều cao 73. Cao 73. Cái này là 16. 16 quanh. Chiều cao là 84. Cao 84 nha cô chú anh chị. Cái này mã số là C11, em xin giao lưu là 400. C11 ha. Đó, giấy sắt pháo nha. Đa số là màu đỏ quyết nha. 400.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi luôn. Cũng là lô cuối cùng của clip luôn nha cô chú anh chị. Đó, rồi chào cái luôn em ơi. Em cảm ơn mọi người đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829 160